Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi hợi, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi hợi khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi hợi bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng quý mão, năm nhâm dần này cho thấy, người tuổi hợi đang có được vận khí tăng khá mạnh, khi trong tháng cát vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận. Bạn được rất nhiều các tinh tề tự tương trợ, vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Tháng 2 âm lịch này, nghênh đón cục diện ngủ hành tam hợp đế vượng, công việc trong tháng mới của con giáp này hanh thông vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho bạn cả danh tiếng và tiền bạc bản mệnh cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Vị thế của người tuổi hợi trong tập thể cũng ngày càng tăng, tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước đây nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới cho bạn nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Về tình hình tài chính của tuổi hợi cũng có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng tránh để cái lợi trước mắt làm khiến bản thân thua thiệt. Tử vi tuổi hợi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp bước sang tháng quý mão này với người tuổi hợi cho thấy nhờ gặp được cả tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm đế vượng nên rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của người tuổi này vận xui xẻo trước kia tan biến thay vào đó là vận may và niềm vui cát khí trong tháng giúp khai thông rất nhiều dự án trì trệ bế tắc tưởng như đi vào ngõ cụt trước đó việc lớn việc nhỏ đều đạt kết quả ưng ý bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của hợi cũng tăng lên nhanh chóng đặc biệt con giáp này cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình không còn tình trạng công việc dồn đống trái lại xử lý việc nào ra việc ấy tinh thần làm việc của người tuổi này được củng cố hơn trước với lối tư duy nhạy bén cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp đi đâu làm gì bạn cũng được coi trọng để bạn đảm nhiệm trọng trách nếu được trao cơ hội hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân có Vị thế của Hợi trong tập thể cũng ngày càng tăng, tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước đây nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới cho bạn nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hữu hảo xuất hiện quý nhân giúp sức nhiều. Bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Giai đoạn này, áp lực công việc của bạn giảm đi trông thấy, chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã định sẵn, tận tâm tận lực làm việc là không khó để chạm tay vào thành công. Tuy nhiên, dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bạn. Bạn vẫn nên hành sự thận trọng, không được tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, sẽ rước họa vào thân. Tử vi tuổi hợi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc cùng với công việc thăng hoa là tiền bạc dồi dào, tài chính khởi sắc. Tử vi tháng 2 năm 2022 âm lịch nhận thấy, tài vận của tuổi hợi cũng nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Được cục diện mão hợi bán hợp trợ lực, lại là tháng đế vượng, cũng đồng thời là một trong những tháng mà tài lộc của người tuổi này sáng nhất trong năm nhâm dần, thu nhập của bạn ngày càng tăng, buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều. Dân văn phòng, làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương với những biểu hiện xuất sắc của bạn tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác bản mệnh hoàn toàn xứng đáng đã tới lúc bạn để giá trị bản thân mình lên tầm cao mới tình hình kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc trông thấy thị trường sôi động là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình may mắn gặp nhiều khách hàng lớn ký kết hợp đồng giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng tránh để cái lợi trước mắt đặc biệt là đừng nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng làm khiến bản thân thua thiệt thậm chí rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng có điểm báo tán hao tiền bạc do kiếp tài nhập cục vậy nên bạn phải chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm nhé. Tử vi tuổi hợi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên Bước sang tháng quý mão, người tuổi hợi vừa được tam hợp cục trợ mệnh lại thêm ngũ hành tương sinh che trở nên vận tình cảm ngày càng hưng vượng. Đào hoa khoe sắc rực rỡ thúc nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong tháng này có thể có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, năng nổ gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tăng cơ hội cho chính mình các cặp đôi sau một thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng bền chặt thì có thể tính chuyện lâu dài quan trọng là cách hai bạn chung sống và hòa hợp với nhau sau này ra sao đừng quá đặt nặng những vấn đề dâu riêng khác mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận không khí vui vẻ nên giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn tuy nhiên bát đũa còn có lúc xô nhau huống gì vợ chồng chung sống cả đời sao tránh được những cự cãi giận hờn những lúc như vậy hãy chú ý hành xử có chừng có mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành xử theo cảm tính để rồi phải nói lời hối hận. Ngoài ra, đế vượng xuất hiện trong tháng mang hàm ý về sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai bạn có thể lên kế hoạch ngay trong tháng, tỷ lệ thành công rất cao. Tử vi tuổi hợi tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe, Tháng này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, sức khỏe của người tuổi hợi có thể gặp vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe chữa trị bệnh tật. Để bảo vệ sức khỏe, bản mệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc, tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý an toàn trong sử dụng các vật dụng sắc nhọn hay khi tham gia giao thông cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, khai thông rất nhiều dự án công việc trì trệ, bế tắc từ trước đó. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. Kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, vị thế ngày càng tăng, được đề bạt đảm nhiệm trọng trách quý nhân người tuổi dần người tuổi mùi tiểu nhân người tuổi dậu người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu vàng màu đỏ tân hợi thuộc mệnh kim nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết thu nhập ngày càng tăng buôn bán hanh thông quý nhân người tuổi tuất người tuổi mùi tiểu nhân người tuổi sửu người tuổi mão màu sắc may mắn màu nâu màu trắng quý hợi thủy nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết đào hoa khoe sắc rực rỡ thúc nhân duyên hưng vượng Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi dần. Tiểu nhân, người tuổi Sửu, người tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu cam, màu tím. Ất hợi thuộc mệnh Hỏa, Nam kế đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết sức khỏe diễn tiến theo chiều hướng xấu do hung tinh ảnh hưởng. Quý nhân, người tuổi Tuất, người tuổi Dậu. Tiểu nhân, người tuổi Ngọ, người tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi hợi, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.